Kính thưa quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa, chúng tôi xin thuật lại bài Thiên cơ từ rồng tới dê do kỳ vân cư sĩ biên khảo như sau. Bình minh chưa lộ tại miền, thì là khóc hận triền miên cùng trời, tại dân không biết dân ơi. Bây giờ đổi gấp ngôi trời gần ra, ta đây thức dậy canh ba. Bây giờ sắp đã đang ra đón chào. Giao thừa ai nấy xôn sao? Đặng chờ xem thử ngôi sao trên trời hay là văng vẳng khắp nơi, nghe chưa quý vị tiếp lời báo ngay, chỉ nghe gió thổi mây bay, hay là nắng chát trong gai ạt ảo nghe bên tấn nghe bên tàu, hay là Phật nói rồi vào thiền tu, dáng đi đúng luật công phu, giao thừa vui vẻ lo tu quý người, thôi ta chúc hết từ từ, sang năm tiết mới lại người cười chê, đây rồi cũng tới năm dê hai nghìn không trăm hai mươi bảy ai mà có phước đặng về xem chơi bằng không gãy hết vậy thời gãy chân gãy cẳng gãy thời cổ tay con dê nó chẳng mỉa mai kiếm ăn rồi hét rồi lay vang rừng năm dê bá tánh đừng mừng còn đây sắp tới coi chừng không xa máy trời nay đổi can qua làm cho bần sĩ thiết tha ai hoài nhớ ngày nào đó thầy lay đi kêu đi réo hoài hoài không tin tới đây nổi trận lôi đình làm sao cứu kiếp dân tỉnh hỡi dân! Trích megapixel ba chúc xuân giáp thìn do đức thầy bần sĩ vô danh ứng khẩu thuyết đêm giao thừa 30 tháng chạp vừa rồi. Lời bình, câu sấm, dáng đi đúng luật công phu. Giao thừa vui vẻ lo tu quý người. Thôi ta chúc hết từ từ. Sang năm tiết mới lại người cười chê. Đây rồi cũng tới năm dê hai nghìn không trăm hai mươi bảy. Ai mà có phước đặng về xem chơi bằng không gãy hết vậy thời. Gãy chân gãy cẳng gãy thời cổ tay. Con dê nó chẳng mỉa mai. Kiếm ăn rồi hét rồi lay vang rừng. Năm dê bá tánh đừng mừng. Còn đây sắp tới coi chừng không xa. Từ giờ giao thừa năm mèo quý mão 2023 sang qua năm rồng giáp thìn 2024. Nghĩa là từ năm rồng 2024 trở đi cho tới năm dê 2027 thế giới sẽ lâm vào cảnh chiến tranh khốc liệt. Đặc biệt là năm dê được Đức Thầy Bẩn Sĩ cho biết. Con dê nó chẳng mỉa mai. Kiếm ăn rồi hét rồi lay vang rừng. Năm dê bá tánh đừng mừng. Còn đây sắp tới coi chừng không xa. Trong quyển giác mê tâm kệ viết năm 1939, Đức Huỳnh giáo chủ cũng cho biết. Qua năm dê đến lúc mùa hè, trong bá tánh biết ai hữu trí. Ta chịu lệnh Tây Phương thọ ký. Diên Nghiệt Long Đặng cứu Dương Trần Nên ra đời dạy dỗ ân cần Khuyên bá tánh vạn dân liệu lấy Khổ với thảm ngày nay có mấy Sợ mai sau dòm thấy bay hồn Trừ tà gian còn thiện chỉ tồn Cảnh sông máu núi xương tha thiết Trần với thế bây giờ nào biết Chừng nhìn xem hư thiệt mới tưởng Ta bây giờ tu niệm tầm thường Sau danh thể xạ hương khắp trốn Nhà giàu có xài không sợ tốn phải để tiền cho kẻ nghèo nàn. Lo ăn xài trà rượu sinh xoàng, chừng khổ não phàn nàn căn số. Lời truyền sấm như bài toán đố, ai biết tầm thì đặng hưởng nhờ. Ta khuyên tu dân cứ mãi ngờ, sợ gạt chúng kiếm xu kiếm cắt. Giác mê tâm kệ, Huỳnh Giáo Chủ viết năm 1939. Thiên cơ rồng rắn ngựa dê, dạy cho trần thế phỉ tình. Đảng tiên cói tục phân minh hai đường, bây giờ hát bộ là thường. Để sau Phật hát tỏ tường cho xem. Cải lương tuồng ấy cũ mềm, tốn tiền buồn ngủ lại thèm đồ ăn. Nhảy lui nhảy tới lăng xăng. Làm tuồng mèo mả thêm nhăng cho đời. Hạ ngươn lòng dạ đổi rời. Bây giờ khổ não đến đời là đây. Dáng nghe lời dạy của thầy. Để chừng đến việc kiếm thầy khó ra. Tây phương thầy lại quá xa nên ta mới nói cạn lời dân nghe. Đừng ham lên ngựa xuống xe. Ăn xài phí của lụa the làm gì? Xuống trần ta dạy cố lì. Cốt cho trần thế nghe thì mới thôi. Ngày nay xe lết xe lôi. Đúng lời truyền sấm của hồi đời Lê. Là năm rồng, rắn, ngựa, dê, chúng sanh thế giới ê hề thây phơi. Trạng trình truyền sấm mấy lời. Ngày nay dân chúng vậy thời giáng chi hiền nhân bồn phận tu mi. Hãy mau thức tỉnh kiếm thì huyền cơ. Ngọn đèn khi tỏ khi mờ. Chúng sanh còn đợi còn chờ chuyện chi. Sám giảng quyển 3, Đức Huỳnh Giáo Chủ viết năm 1939. Lời bình, những câu sấm. Bây giờ hát bộ là thường. Để sau Phật hát tỏ tường cho xem. Câu sấm để sau Phật hát tỏ tường cho xem. Ám chỉ gần ngày tận thế và những năm rồng rắn ngựa dê có một vị Bồ Tát Phật Lâm phàm cứu thế bằng phương tiện ngâm nga ca hát thi văn giáo lý réo gọi bá gia tu kịp thiên cơ. Trong bài sướng họa Hằng Nga do Đức Huỳnh giáo chủ viết năm 1940, có những đoạn sướng họa Hằng Nga như sau. Thơ sướng ba Một phiến linh đinh trôi mặt biển, nửa vừng lửng đừng dán trên mây, cá ngở câu thả tơi bời lội. Chim tưởng cung trương sập sận bay. Thơ họa ba miệng nhỏ tiếng to vang bốn biển, lưỡi mềm lời lớn dậy rồng mây, lòng trong thánh kệ tình bơi lội, dạ sạch Phật kinh ý luyện bay. Thơ sướng họa hàng Nga do Đức Huỳnh Giáo Chủ viết ở Làng Nhơn Nghĩa, ngày 14 tháng 6 năm 1940. Nghĩa là Đức Phật Thầy về các cớ mượn xác nữ hàng Nga ứng khẩu ngâm Nga ca hát vào máy ghi âm truyền bá rộng rãi trên trang mạng Internet cho mọi người khắp Nam Châu bốn bể đều nghe miệng nhỏ tiếng to vang bốn biển, lưỡi mềm lời lớn dậy rồng mây. Đặc biệt là thời kỳ cuối hạ ngơn vào những năm rồng rắn ngựa D2024-2025-2026, giáp thìn ất tỵ trung đông và bính ngọ đinh mùi biển đông như sau. Ngày nay xe lết xe lôi. Đúng lời truyền sống của hồi đời Lê là năm rồng, rắn, ngựa, dê chúng sanh thế giới ê hề thầy phơi trạng trình chuyển sấm mấy lời ngày nay dân chúng vậy thời giáng chi khi thế chiến ba xảy ra thầy về cứu thế trò kiếm thầy rất khó giáng nghe lời dạy của thầy để chừng đến việc kiếm thầy khó ra trò kiếm thầy rất khó bởi các cớ thầy về mượn sắc nữ hàng nga phần đông trò tu hình danh sắc tướng vì vậy trò khó gặp thầy hò hát năm châu Hai đoạn sấm dưới đây trích trong bài hò hát năm châu do Đức Cậu Bần Sĩ vô danh ứng khẩu thuyết cuối thập niên 1980, kết tập sách Thượng Đế Thường Phạt Trang 92-93-95 Thiền Tịnh Biểu Sơn, Sydney, Ấn Tống năm 2001. Cậu hóa gái hóa trai đừng hiểu, cậu thi văn dạy biểu được rồi. Chừng nào chợ lớn hết vôi, thì là cậu mới hết ngồi đặng khuyên, trời biểu cậu giả điên giả điếc biết thời kỳ sắp kiệt hóa thân xuống đây để cậu giáo dân nhưng mà dân chúng không cần không chuyên chê đức cậu khùng điên buổi nọ cậu xuống đây mấy họ mấy đời thấy dân còn mãi là lơi không tu mắng phật chửi trời lao vang buồn đức cậu phải sang nơi khác lên mạng hò ca hát bốn phương youtube facebook vạn đường ca kinh hát kệ vấn vương ngươn cùng kêu những bậc anh hùng đại định kêu những người không dính bụi trần, hãy mau về dự các lân. Tây phương cực lạc sáng ngân cảnh tiên. Đừng có ở nơi miền thế giả. Sắp nay mai đất ngả trời nghiêng. Tận thế lập lại trần miền. Chợ lớn New York ngả nghiêng san bằng. Khắp hoàn cầu mây răng đen tối. Bệnh dịch ôn ỉa ói tràn lan. Lại thêm lũ giặc tàu man. Tranh hùng tranh bá đánh càn biển đông. Mỹ tàu đấu giữa dòng nước lũ sóng thần dâng bao phủ địa cầu, tử nguyên nổ khắp Nam Châu. Là ngày tận diệt đâu đâu hoang tàn. Hò hát Nam Châu. Buồn đức cậu phải đi nơi khác, đi khắp miền hò hát Nam Châu. Hát rằng quỷ mị đôi câu. Hát cho thế sự đâu đâu ngu đần. Nay cậu nói toàn phần đạo giáo, phải hiếu chung ngay thảo mới còn nếu không phải chịu thon von. Biển trời trôi hết không còn đâu đâu, Thượng Đế thường phạt trang 95. Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh Thuyết, Thiền Tịnh Biểu Sơn Sydney Ấn Tống năm 2001. Sydney, ngày 12 tháng 2 năm 2024, Kỳ Vân Cư Sĩ Biên Khảo. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem.